cao nhất cấp câu lạc bộ Việt Nam, được coi là những hy vọng. Trong số 4 đội bóng Đông Nam Á tại bảng G đến UAE, đội tuyển Việt Nam đến muộn nhất vào ngày 26 tháng 5 và chỉ đá giao hữu một trận với Jordan rồi vào giải. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Thái Lan sang UAE lần lượt vào các ngày 16 tháng 5, ngày 20 tháng 5 và ngày 21 tháng 5. Việc đoàn quân áo đỏ sang UAE dự vòng loại World Cup 2022 muộn nhất khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên trên thực tế, kế hoạch tập luyện và thích nghi với thời tiết UAE đã sớm nằm trong tính toán của chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo. Không phải ngẫu nhiên mà trong những ngày qua, huấn luyện viên Park đã liên tục cho các cầu thủ tập luyện vào khoảng thời gian giữa trưa, thời điểm có nhiệt độ cao nhất trong ngày để rèn thể lực. Đây là điều kiện lý tưởng với tuyển Việt Nam mà không nhất thiết phải sang UAE sớm. Chưa kể, việc tuyển Việt Nam đến UAE sớm cũng sẽ làm tăng nguy cơ bị rò rỉ thông tin, đấu pháp, các bài tập và mảng miếng chiến thuật, nhất là đối với chủ nhà UAE. Thêm một lý do nữa, đó là thầy trò ông Park được nghỉ lượt trận đầu, nên việc di chuyển sớm cũng vô tình tạo thêm áp lực không cần thiết cho các tuyển thủ. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm, tiếp sau lần lượt là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm và Indonesia 0 điểm. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia vào ngày 7 tháng 6, Malaysia ngày 11 tháng 6 và UAE ngày 15 tháng 6. Nếu giành được 6 điểm từ 3 trận đấu trên, thầy trò ông Park gần như chắc chắn có vé vào chơi ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.